Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 13 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, bản tin thời tiết hôm nay sẽ tập trung vào tình hình nắng nóng đang được dự báo là sẽ gia tăng trên khắp cả nước trong những ngày tới. Từ ngày 14 cho đến ngày 16 tháng 4 sẽ là thời kỳ đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Do quá trình hoạt động mạnh của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió phơn khô nóng nên suốt dọc khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới tận Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao 35 cho tới 38 độ. Những nơi như là Hồi Xuân Thanh Hóa, Tương Dương Nghệ An, Hương Khê Hà Tĩnh, Tuyên Hóa của Quảng Bình, Đông Hà Quảng Trị hay là Nam Đông của Huế thì còn xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thể lên tới 38 đến 40 độ, thậm chí có nơi thì trên 40 độ. Trong đó các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được dự báo là các địa phương có thời tiết khô và nóng nhất trên cả nước trong 3 ngày tới. Ở phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Mức nhiệt chung của cả hai khu vực này trong những ngày tới phổ biến là 34 đến 37 độ. Một số nơi thì nhiệt độ cao hơn như là Ayunpa của Gia Lai, nhiệt độ có thể cao tới 40 độ, hay ở Bình Phước, Trị An, Long Khánh và Bình Dương thì khu vực miền Đông Nam Bộ nhiệt độ còn xấp xỉ 38 độ. Như vậy là thời tiết khô hạn và nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện trên khu vực này và tiếp tục gây khó khăn cho sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân địa phương. Trở ra với miền Bắc, vùng áp thấp bao trùm phía Tây cũng sẽ là tác nhân chính làm cho thời tiết cũng như là nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục nóng thêm. Trong 3 ngày tới, nắng nóng không chỉ xảy ra tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mà sẽ còn lan sang cả khu vực vùng núi của vùng Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên đến 34 cho tới 37 độ. Riêng tại Mường La, Mường Lay, Mường Tè là những nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ cao 38 đến 40 độ. Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cũng đang tăng lên từng ngày, cao nhất sẽ là ngày 15 và ngày 16 với khả năng mức nhiệt lên xấp xỉ 35 đến 36 độ. Nhìn trên bản đồ nhiệt cả nước thì tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên của năm 2016. Tại các tỉnh vùng núi có nơi còn đạt 38 cho tới 40 độ, có nơi thì trên 40 độ. Với cái nắng chói chang khô rát sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Vì vậy quý vị và các bạn nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào lúc trưa chiều. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 14 đến ngày 16 mây thay đổi, ngày nắng. Khu vực Tây Bắc thì có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng 32 cho tới 38 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới trời phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày 15 và ngày 16 tháng 4, dao động từ 32 cho tới 35 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 14 đến ngày 16 mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ trưa chiều sẽ lên cao từ 36 cho tới 39 độ, có nơi thì còn cao hơn. Về chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới phổ biến mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, tại phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ban ngày cho toàn khu vực sẽ là từ 31 cho tới 37 độ. Trở vào với Tây Nguyên, từ ngày 14 đến ngày 16, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 cho tới 37 độ. Đến chiều tối thì sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi, cũng cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Với khu vực Nam Bộ, thời tiết chủ đạo 3 ngày tới phổ biến là đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ dao động từ 34 cho tới 37 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới trời chỉ có mưa vài nơi, ngày nắng. Và từ khoảng ngày 15 cho tới ngày 16 tháng 4, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng nắng nóng và cao nhất ngày đạt từ 32 cho tới 35 độ. Trên biển, trong 3 ngày tới, quần đảo Hoàng Sa, gió Nam đến Đông Nam có lúc sẽ mạnh lên cấp 5, có lúc sẽ đạt tới cấp 6. Sóng biển có thời điểm cao trên 2 mét nên sẽ phần nào ảnh hưởng đến các tàu thuyền đang tham gia đánh bắt trên khu vực này. Còn tại quần đảo Trường Sa thì thời tiết tạnh ráo và ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng, gió trên biển hoạt động yếu nên sẽ thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động tại đây. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.